chào các bạn nha. Bữa nay tôi lên nói tiếp về tiền liệt tiến. Các bạn nhìn thấy cây trinh nữ hoàng cung ha. Cây trinh nữ hoàng cung này nó có rất là nhiều cái chất mà rất là có lợi cho cơ thể và nó chống phá khối u một cách kịch liệt luôn. Tiền liệt tiến và nhân sơ u sơ cổ tử cung nó cũng đều hỗ trợ nha các bạn. Trong cây trinh nữ hoàng cung nó có 11 cái alkaloid. Nó có tới 11 alkaloid nha các bạn. Nó có 11 cái axit amin. Thứ nhất là nó có leucine. À, leucine là một. Phenylalanine. Đó. Rồi arginine, cái chất arginine này nó có ở trong đông trùng hạ thảo luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy cái chất của nó arginine này, nó cũng hỗ trợ là để mà ngăn chặn cái sự phát triển của cái khối u đó. Đặc biệt là cái chất leucine và lycosine, nó cũng là trong licorin chứ, nó cũng là trong cái axit amin rất có lợi cho cơ thể. Licorin có tác dụng ức chế protein và ADN, cho nên nó làm giảm khả năng sống của tế bào khối u cho các bạn, rất là quan trọng. Đó là licorin. Có leucine, nó có D-valine và monohydrochloride. Những cái chất này là thực tế rất tốt cho cái vấn đề mà ngăn chặn sự phát triển của cái khối u. Đặc biệt alkaloid nó có khả năng ức chế quy trình phân bào, làm kìm hãm sự phát triển của khối u, đặc biệt rất là có lợi cho cơ thể. Riêng bản thân chúng ta nhận thấy cây trinh nữ hoàng cung này khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sử dụng như thế nào, thì một ngày chúng ta có thể dùng 3 lá trinh nữ hoàng cung. 3 lá này chúng ta nấu trong, ta uống đều nha, ta nấu 3 lá ở trong 2 lít nước, sau đó nó còn tầm khoảng 1 lít rưỡi là chúng ta ngừng và chúng ta lấy uống sử dụng trong ngày. Nếu mà các bạn muốn cho cái vấn đề mà tiền liệt tiến hay u sơ, nhân sơ, cổ tử cung mà nó tốt hơn thì các bạn nên kết hợp với lại cái cây xạ. Trong 3 cái lá trinh nữ hoàng cung này thì các bạn nên cho vào đó một cây xạ ha. Một cây xạ để nó làm chất dẫn xuất cho nó nhanh hơn. Đó, để mà khi mà nó cơ thể nó hấp thu dễ hơn. Đó. Xạ nó cũng có cái các cái chất để kìm hãm sự phát triển của khối u. Đó. Rồi bản thân chúng ta thì cũng nên dùng kèm với lại củ tam thất, bột tam thất nha các bạn. Một ngày nếu chúng ta kết hợp được như thế này thì thật sự là nó quá tốt. Củ tam thất bữa nọ tôi cũng có nói trong cái bài tam thất riêng một mình nó rồi. À, nhưng bữa nay tôi nói lên những cái bài thuốc kết hợp giữa 2 món, 3 món trở lên. Bởi vì sao? Các bạn biết không, cái cơ địa của chúng ta là không phải ai nó cũng thích ứng với một loại thuốc đâu. Đó, thế cho nên là biết ít nhất thì cũng phải có 5 bài để cho người ta lựa chọn nó, để coi cách thức nào. Và các bạn nhớ nha, cái củ tam thất này nó cũng hỗ trợ cho chúng ta tất cả những cái vấn đề mà giảm sự phát triển của khối u. Đó, thế cho nên là chúng ta nên kết hợp. Và kết hợp như thế nào? Một ngày chúng ta nên dùng tối đa, chỉ tối đa là 3 gram thôi khi ta kết hợp với cái này nha. Và ta nhớ rằng là ta uống khi bụng đói nha các bạn. Ta uống, nhớ là ta uống khi bụng đói, rất là quan trọng nha các bạn. Và cái điều quan trọng nữa tôi nhắc nhở các bạn là, tôi nhắc nhở các bạn rất là quan trọng những điều sau đây. Tại vì những cái bài trước là tôi cũng thường không nhắc, nhưng mà giờ tôi sẽ nhắc trong từng bài luôn. Các bạn nhớ khi các bạn dùng cây thuốc nam, à, các bạn nếu mà củ này nè, củ này còn tươi á, thì các bạn sắc ra, à, thay vì 3 gram mới ghê thì một cái củ này nè, các bạn chỉ lấy bằng cái đầu ngón tay thôi, từ đây đến đây thôi nè, đó, không cần nhiều đâu, đó, thì sắc củ tươi là các bạn dùng được, không ảnh hưởng gì đâu, ha, đó.
Thành ra khi các bạn dùng cái này thì các bạn cứ nhớ nè, chúng ta sẽ không ăn rau muống là một, chúng ta sẽ không ăn giá, chúng ta sẽ không ăn đậu xanh, chúng ta tuyệt đối không ăn canh bí đao, chúng ta không ăn canh khoai lang. Đó, đó là canh cải xanh càng bị né nữa luôn, chúng ta không được dùng ha các bạn. Trong trường hợp cải xanh mà các bạn ăn riêng, như cái bài thuốc mà kết hợp giữa cải xanh và cải chua, nó lại ra một bài thuốc khác à. Thế nhưng mà riêng là đây là bài cây chinh nữ hoàng cung kết hợp với lại tam thất, thì chúng ta không, thường tất cả trong những bài thuốc nam là chúng ta sẽ không dùng được cái canh rau cải xanh nha. Đó là những điều mà tôi dặn, và thường là nước chanh nữa nó cũng như vậy đó, nó làm mát quá, nó làm giả thuốc. Đó là cái điều rất là quan trọng. Còn điều thứ hai nữa, người nào mà đã nhân sơ u sơ cổ tử cung thì các bạn sẽ phải nhớ một điều là nếu chúng ta thường ngày chúng ta thường uống mà uống nước đá đó, thì chúng ta phải ngưng ngay, kể cả nước trà mà kể cả nước đá lạnh cho nó đã cơn khát, hay là chúng ta lấy đồ trong tủ lạnh ra chúng ta ăn uống cái gì đó, là điều đó thật không có lợi cho cơ thể nha các bạn. Bởi vì khi mà các bạn ăn đồ lạnh vô trong người, ở bên thực dưỡng phân tích rất là rõ ràng nha các bạn, là khi cái đồ lạnh nó vào trong người làm cho chúng ta phải tiết ra một cái nhiệt lượng để làm điều hòa cái nhiệt độ vừa mới vào cơ thể, và nhiệt độ của cơ thể nó phải tiết ra để nó phải điều cái trong cơ thể nó phải điều tiết hai cái nó cân bằng với nhau, cái nhiệt độ bên ngoài vào và nhiệt độ ở bên trong cơ thể của chúng ta nó phải cân bằng. Thế cho nên là cơ thể của chúng ta sẽ mất đi một cái khoảng nhiệt lượng à. Thế cho nên là chúng ta sẽ bị giảm sức khỏe à. Cho nên bên thực dưỡng là có nói một cái bài này nè các bạn, là khi chúng ta bị bệnh hãy ngưng ngay nước đá đã 80% được chữa bệnh rồi nha các bạn. Thế còn riêng ai đó bị bệnh, tôi dặn các bạn này, trong cuộc sống hàng ngày nếu đã bị bệnh chúng ta cứ bình tĩnh, không có gì phải lo. Vì sao? Cái gì cũng vậy, chúng ta phải bình tĩnh và cuộc sống phải vui vẻ thì bệnh nó sẽ qua, chứ không là gì hết. Nhưng mà chúng ta phải kết hợp tập nhé, phải tập thể dục và thiền. Thiền cũng là vấn đề rất quan trọng nha các bạn. Thiền cũng làm giảm kích thước của khối u nha các bạn. Cái điều này bên thực dưỡng có nói luôn nha các bạn. Đó, thành ra các bạn để ý nha, cái vấn đề mà chữa tiền liệt tiến là chúng ta nhớ này, không uống nước đá, chúng ta cố gắng tập luyện thể dục thể thao, chúng ta tập cái môn thiền là rất là tốt đó. Rồi chúng ta không tư duy tiêu cực, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày cũng có khi các bạn vui quá thì không nói gì, nhưng mà cũng có khi gặp cái tin gì nó buồn, nó làm cho các bạn bị xuống cái đầu, nó óc nó suy nghĩ nó buồn, cái đó nó làm cho mình bị là ảnh hưởng nha, gọi là bị stress đó, thì nó cũng gây đến cái tình trạng bệnh nặng hơn đó. Còn trong trường hợp mà chúng ta làm ăn thua lỗ cái gì đó mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta cũng sẽ bị hoàn toàn là giống như là chúng ta bị stress nặng, thì nó cũng là gây ra cái bệnh nặng à. Tất cả đều cái bệnh tật nó nảy sinh ra từ cái chỗ stress của chúng ta rất là nhiều đó. Cho nên các bạn phải để ý cái điều này ha. Còn riêng bản thân tôi cứ nhắc các bạn này, những bài thuốc nam nó chỉ hỗ trợ cho các bạn thôi nha, chứ nó không hề là nó chữa khỏi cho các bạn nha, nó chỉ hỗ trợ thôi. Giống như tôi đang bê cái giỏ này mà có một người khác nữa đưa cái tay bê lên cho tôi nữa thì là nó nhẹ hơn chút nha các bạn. Chứ các bạn cũng không phải là thuốc nam đã chữa được bệnh cho các bạn nhé, nhưng mà nó hỗ trợ cho các bạn là cũng là vấn đề rất tốt rồi. Và thuốc tây và thuốc nam nó không hề kịp nhau, các bạn uống cách nhau một tiếng đồng hồ hoặc tiếng rưỡi. Còn cái bài thuốc này các bạn uống nè cứ hai tuần các bạn làm ơn nghỉ cho tôi một ngày ha, hai tuần các bạn nghỉ cho tôi một ngày, uống đều như vậy trong một tháng rồi xong rồi bắt đầu các bạn nghỉ cho tôi 3 ngày, xong sau nó lại tiếp tục như vậy, các bạn làm đều cho tôi là ba tháng ha, thì các bạn đi kiểm tra nha, thì nó rất là tốt đó. Nhưng mà khi các bạn uống, cơ thể các bạn cảm nhận được rằng nó khỏe lên thì chúng ta hẳn dùng nha. Còn nếu mà cảm nhận là cơ thể mà khi uống mà nó không thích hợp với cơ địa mình á, nó làm cho mình mệt thêm thì mình sẽ ngừng, mình không uống ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài mà tiền liệt tiến của tôi nha.